Hello, thân ái chào tất cả các chị huynh đệ đã quay trở lại với kênh Một Sở Thị. Thì lâu lắm rồi, thì hôm nay tại hạ mới tìm ra được một cái sản phẩm gọi là siêu kinh điển, độc nhất vô nhị xuất hiện tại Việt Nam. Đó, thì hôm nay thì tại hạ xin mời tất cả các chị huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau trên tay Một Sở Thị cái món quà siêu kinh điển này. Đây đó là gì? Đây là một chiếc pin sạc dự phòng gọi là đa năng 10.000 mAh. Nói chung là với một chiếc pin dự phòng như thế này thì tất cả các vị huynh đệ hoàn toàn yên tâm, tự tin 100% là mình không sợ cái chiếc smartphone của mình có vấn đề quan ngại về pin nữa. Đây là một chiếc pin dự phòng chất lượng vô cùng, và cái điều độc đáo của nó đó là cái mức độ tiện lợi. Thì như thế nào? Thì đây, mời tất cả các chị huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau một sở thị chi tiết ở đây. Đó chính là, đây là một chiếc pin sạc dự phòng. Mặt trước của nó là nó có hiện được là phần trăm pin, tức như là 25%, 70%, 75, 50%, 75% và 100%. Để biết được rằng là cái dung lượng pin còn tồn tại trong cái pin sạc dự phòng này để có thể là sạc được cho thiết bị di động của mình. Thì cái chiếc này là nó sẽ hỗ trợ được là cái jack cắm sạc in vào, đó là Type-C và micro USB. Đó, cho nên là không có lo là đi đâu là sẽ làm thế nào để sạc cho cái điện thoại này, cho cái pin sạc dự phòng này. Và có cái cổng đầu ra đó là USB. Và đặc biệt hơn đó là chiếc pin sạc dự phòng này nó có trang bị là 3 cái đầu ra để sạc cho cái máy iPhone là 1 nè. Đó, đây là Type-C là 2 nè. Và đây là micro USB nè. Đó, cho nên là với cục pin sạc dự phòng này thì all-in-one, tất cả các vị huynh đệ cho dù có sử dụng thiết bị di động loại nào đi chăng nữa thì nó cũng có thể phục vụ được hết trọn vẹn. Đó, vô cùng tiện lợi luôn. Và ví dụ trong thời gian sạc thì các vị huynh đệ có thể để đây, để cái thiết bị di động của mình lên trên đây. Đó, để có thể vừa xem phim mà vừa sạc. Rất là thoải mái ha. Đó, vừa xem phim vừa sạc. Đó. Và đó là những cái điều rất là tiện lợi mà không có một chiếc pin sạc dự phòng nào trên thị trường hiện tại mà có thể đáp ứng được. Và đa số chiếc pin sạc dự phòng mà đang bán trên thị trường đều là có dung lượng gọi là đểu. 100% pin sạc dự phòng no name hiện tại đang bán trên thị trường đều có dung lượng là gọi là dung lượng đểu, không bao giờ chính xác được. Mặc dù là có ghi là 10.000 mAh thật sự đó, nhưng mà thực chất cái pin sạc dự phòng mà ở ngoài thị trường đang bán bây giờ là pin cỡ khoảng 6-7.000 à. Cho nên cái đó là gọi là hàng đểu, hàng Trung Quốc đểu. Đó. Và cái pin sạc dự phòng này thì tại hạ đã test rất kỹ trước khi đăng đàn livestream ngày hôm nay. Đây là pin sạc dự phòng có dung lượng là thật. Đúng 10.000 mAh, xài cực đã luôn, sạc cực đã luôn, sùng sử dụng cực tiện luôn, vô cùng xịn sò luôn. Đó. Và để đảm bảo chất lượng cho cái cục pin sạc dự phòng này thì cái hãng bán hàng người ta cam kết bảo hành 365 ngày, lỗi là đổi luôn trong vòng 365 ngày luôn. Đó, các chị huynh đệ cảm thấy như thế nào? Vô cùng là quá đã luôn. Không còn phải yên tâm, không còn phải là mua cục sạc dự phòng xài xong rồi lo lắng. Và một cái điểm đặc biệt mà tại hạ muốn chia sẻ cho tất cả các vị huynh đệ ngày hôm nay đó là cái tính tiện lợi mà không có một cục pin sạc dự phòng nào hiện tại trên thị trường có thể đáp ứng được. Đó là khi các vị huynh đệ đang xài như thế này và chỉ cần đặt cái smartphone lên như thế này thì đó là yên tâm. Đó là yên tâm là chiếc smartphone nó sẽ bị dính lên trên chiếc pin sạc dự phòng này, và chúng ta chỉ cần kéo ra cắm sạc ten quá đã luôn. Đó, chưa, vừa cầm trên tay vừa sạc
mà không cần phải lo lắng là phải tốn dây nhợ gì vô cho lằng nhằng dây điện, chỉ cần cầm vậy thôi, ngồi sạc, ngồi chơi đó, rất là tiện. Còn nếu ví dụ giả sử khi cắm về thì nó che camera thì chúng ta có thể trượt lên đó, trượt lên để chụp hình, rất tiện lợi luôn, trượt lên để chụp hình mà không có cầm cầm nhầy, chụp hình thoải mái luôn, thấy không đó. Cho nên với những cái điều mà như ngày này, cho nên là khiến cho tại hạ không thể nào mà không đăng đàn để live stream giới thiệu cho tất cả các chị huynh đệ về một cục pin sạc dự phòng nó tuyệt vời và kinh điển như thế này được, rất là bá đạo luôn, với giá cực kỳ rẻ luôn. Và không nghĩ rằng một chiếc pin sạc dự phòng như vậy, hãng đầu tư thiết kế quá trời như vậy và bán một cái mức giá thật sự là không thể tin nổi luôn, vô cùng rẻ này nha. 10.000 mAh thực sự, và có một cái để chúng ta có thể là gán điện thoại lên để xem đó, tiện lợi là một, thứ hai nữa là không cần phải dây nhợ cáp kiết gì nó lằng nhằng đó, tất cả mọi cái nó đều có trên cái cục pin sạc dự phòng này hết, vô cùng tiện lợi luôn đó. Tất cả các chị huynh đệ có thể là thưởng thức và có thể đi tìm hết tất cả trang mạng cũng không thể nào tìm ra được một cục pin sạc dự phòng mà nó đa năng tiện lợi như vậy luôn. Và bên cạnh đó nữa, đó là cái tính năng mà kích dính như thế này. Ôi giời ơi, thế này thì còn tìm đâu nữa, không thể nào đi tìm ra được một cục pin sạc dự phòng mà như thế này luôn đó. Có thể trượt lên trượt xuống, trượt lên trượt xuống, trượt lên trượt xuống mà nó cũng không rơi luôn đó, tuyệt vời chưa đó. Cho nên là yên tâm là không thể nào ra đường, không có còn lo nghĩ rằng là chiếc smartphone của mình là không có giúp mình được điều gì nữa đó. Chỉ cần với mức giá vô cùng rẻ đó, tất cả các diện đề chỉ cần lên trang web smartphonestore.vn để đăng ký mua ngay, và mua ngay tại vì số lượng cực kỳ có hạn, mức giá cực kỳ sốc luôn đó, vô cùng tiện lợi luôn đó, kích dính cứng ngắc cứng ngừ luôn, quá đã luôn đó. Còn đi đâu mà tìm, chắc chắn là không thể nào quý vị huynh đệ có thể đi tìm ở trên thị trường một chiếc cục pin sạc dự phòng mà đa năng tiện lợi như thế này luôn đó. Rồi, ok, quý vị huynh đệ nào có gì thắc mắc vui lòng để lại comment bên dưới thì tại hạ sẽ làm clip chia sẻ hướng dẫn tất cả các vị huynh đệ, thật sự là tỉnh tò. Và qua cái kênh này vui lòng like giúp mình và chia sẻ để quý vị huynh đệ có thể là đón nhận được những cái sản phẩm vô cùng độc đáo, vô cùng tiện lợi và vô cùng xịn sò, bá đạo kinh điển luôn. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị huynh đệ trong những video clip thực sự là hấp dẫn lần sau. Xin thân ái và hẹn gặp lại. Bye bye.